tin là cái quan tài của Lưu Trọng Thắng đã xài bằng cái loại gỗ đặc biệt, và cái quan tài mà Diệu Hành chỉ là cái quan tài trống không để làm trò cho dân coi và cho đảng, chứ ở trong quan tài không có xác của Lưu Trọng Thắng. Coi như là tin mật gửi ra, xác của Lưu Trọng Thắng tiếp tục được đông lạnh và ngày hôm nay mới đem ra để tẩm liệm. Một tin trong Trung ương báo cho biết là xác của Lưu Trọng Thắng còn đang ở trong tủ đông ngày hôm qua, tức là hết ngày hôm qua 24 tháng 7 mới được đem ra để mà làm đám. 5 giờ sáng nay ở bên Việt Nam là ngày 25 tháng 7 thì mới bắt đầu tẩm liệm và ướp trà khô trang điểm lần cuối, phải đổ 10 bao trà để mà áp bớt mùi xác chết tử thi, vì cái xác đông lạnh lâu quá cho nên mùi nó hôi thối vô cùng, cho nên quý vị không ai thấy mặt của Lưu Trọng Thắng ở trong quan tài. Khoảng 7 giờ sáng ngày hôm nay là bắt đầu quốc tang, đã cho người tới viết, nhưng mà chỉ tới viết là nhìn cái quan tài chứ không nhìn mặt của Lưu Trọng Thắng, chỉ có di ảnh mà thôi. Dự kiến sẽ có phái đoàn 63 tỉnh tới để mà viếng thăm Lưu Trọng Thắng. Ở bên phe quân đội của Bò Giáp Vàng và phe quân đội Bù Nhìn và Quốc hội Ma Tăng Quốc Danh, Giáo hội Công giáo Quốc Danh đều tới viếng đông đủ, không thiếu mặt đối tượng nào. Cái đám ma linh đình nhất từ trước tới nay tưởng vinh hạnh lắm, rốt cuộc lấy tiền thuế của người dân ra để mà làm. Người ta cho biết là cái đám ma của Lưu Trọng Thắng nó còn hơn cả đám ma của Trần Đại Quang, của Đỗ Mười, của Lê Đức Anh, của Phan Văn Khải, của Võ Văn Kiệt, của Lê Khả Phiêu. Không đối tượng nào mà quốc tang lớn như là đối tượng Lưu Trọng Thắng. Bề ngoài thì Lưu Trọng Thắng láo khoét, là liêm khiết, là tiết kiệm để mà mị người dân. Nhưng mà khi mà đỏ địa ngục chết rồi thì quốc tang bắt buộc 63 tỉnh thành phải tới viếng thăm. Đặc biệt là đối tượng 3X khi mà tới viếng thăm, người ta lẽ đã chụp được tấm hình là nụ cười bí ẩn của đối tượng Nguyễn Tấn Dũng. Điều mà người ta đang xăm soi ngắm nghĩa đó là nằm trong quan tài bằng gỗ lim. Mà gỗ lim là rất hiếm ở tại Việt Nam. Gỗ lim này là loại gỗ lim mà kêu bằng tiền tỷ mới là mua được. Cho nên đảng Cộng sản thì láo khuyết như vậy. Lãnh tụ Bốn Lù cũng mà đặt giảng gì ở nhà sàn. Nhưng mà khi đỏ địa ngục rồi thì bây giờ mỗi một năm phải tốn gần 900 tỷ đồng hồ tệ để mà ướp xác, để mà cho người canh giữ cái hang Ba Đình và cái xác mà vấn đề là kêu bằng ngâm dấm. Nằm trong quan tài bằng gỗ lim mà giá tiền tỷ thì người ta đã biết là những điều láo khuyết, mà nói về đối tượng này giản dị là coi như không có được. Ngôi mộ thì rộng mấy công đất ở Đông Anh, gia đình Lưu Trọng Thắng coi như đã mua hết cả khu đất ở Đông Anh để mà làm khuôn viên xây lăng tẩm cho đối tượng này, chứ không chỉ là xây mộ nữa. Số tiền mà chi cho quốc bang lấy tiền thuế của người dân, người ta ước tính là phải lên tới cả tỷ đô la. Chết rồi, đỏ địa ngục rồi mà cũng còn lấy tiền thuế của người dân để mà làm. Dĩ nhiên là lấy tiền từ tiền ngân sách và ép toàn dân Việt Nam phải đóng thuế, chứ đâu có đối tượng Việt Cộng nào chịu bỏ tiền ra để mà làm đắp ma cho đối tượng Lưu Trọng Thắng. Không có đảng viên nào mà giải tới mức độ mà móc tiền túi mình ra cả, giả bộ khóc lóc thương tiếc đồ vậy thôi, nhưng mà kêu những đối tượng đảng viên bỏ tiền ra thì còn lâu. Cho nên đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Phía Trung Cộng coi như đưa bộ trưởng là đối tượng Vương Hổ Ninh qua để mà đi đắp ma Lưu Trọng Thắng, còn họ Tập và Putin và Kim Jong-un không ai qua viếng cả. Rõ ràng Việt Cộng là hãng bét ở trong khối Cộng sản quốc tế. Tổng bí thư Việt Cộng chỉ ngang hàng với bộ trưởng ở bên Trung Cộng mà thôi. Ngay cả Bắc Hàn cũng còn khinh đảng Cộng sản Việt Cộng, bởi vì cái lối ngoại giao đi hai hàng cây tre của Lưu Trọng Thắng để lại. Vấn đề lớn nhất lúc này là ai sẽ làm tổng bí thư mà thôi. Khả năng cao nhất vẫn là đối tượng Bò Giáp Vàng Bảo Chúa. Ngoài Chợ Đen đã có kèo cá độ cho chức tổng bí thư. Người ta đặt cược Bò Giáp Vàng 1 ăn 5, đặt Phan Văn Giang 1 ăn 2, đặt Mì Chính 1 ăn 4, đặt Trần Thanh Mẫn 1 ăn tới 100. Tức là khả năng Mì Chính thắng cử là rất thấp. Trần Thanh Mẫn thì hoàn toàn không có cơ hội, chỉ xuất hiện cho nó vui, cho nó xôm tụ thôi, chứ không có gì hết. Không có gì hết. Cho nên Bảo Chúa Bò Giáp Vàng coi như là ứng cử viên số 1. Một cái bản tin kế tiếp, đó là những người tị nạn Cộng sản ở tất cả trên toàn thế giới đã chuyển thông báo sẽ tổ chức tưởng niệm 50 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 2025. Bây giờ họ đã chuẩn bị sẵn. Kính gửi các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện cộng đồng hội đoàn đoàn thể trên toàn thế giới, quý vị đại diện cho các đảng phái đấu tranh ở hải ngoại cũng như trong quốc nội, quý vị đại diện truyền thông báo chí, quý cụ quân nhân và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và quý đồng hương. Hàng năm vào tháng 4, người Việt trong nước và hải ngoại đồng tưởng niệm đến ngày quốc hận 30 tháng 4 đen năm 1975, khi cả đất nước rơi vào tay của đảng Cộng sản Việt Cộng độc tài, độc ác và độc quyền. Cho nên chúng tôi, những đoàn thể ký tên dưới đây, xin trân trọng thông báo về việc tổ chức đại lễ tưởng niệm 50 năm quốc hận 30 tháng 4
vào năm 2025 là đánh mốc đúng 50 năm ở tại Washington DC. Lễ mà tưởng niệm này là đặt vòng hoa để mà tri ân những nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại sẽ có niệm hương. Sau đó những bài văn nghệ đấu tranh và diễn hành cũng như là biểu tình ở lãnh sự quán của Việt Cộng. Trong khi chi tiết cần thiết sẽ được cập nhật sau. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị vui lòng sắp xếp thời giờ để về thủ đô Hoa Kỳ cùng tham dự đại lễ tưởng niệm 50 năm ngày Quốc Thần 30 tháng 4 đẹp. Sự hiện diện của quý vị là nguồn an ủi lớn lao cho anh linh của những quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc phong thân, những tù nhân đã chết trong lao tù của Cộng sản và những người đã hy sinh tất cả để đi tìm hai chữ tự do. Đây cũng là cơ hội để chúng ta xác định cùng thế giới và người dân trong nước quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, tự do, phú cường và không có cộng sản. Ban điều hành tổ chức đại lễ tưởng niệm 50 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Danh sách các đoàn thể và tổ chức sẽ được ghi danh tham dự ngay bây giờ. Một là cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ. Hai là cộng đồng người Việt quốc gia toàn tiểu bang Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt Nam ở vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Cộng đồng người Việt quốc gia Alaska. Cộng đồng người Việt quốc gia ở vùng Houston và các vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt quốc gia Lancaster và các vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt quốc gia Illinois. Cộng đồng người Việt quốc gia Philadelphia và các vùng lân cận. Cộng đồng người Việt quốc gia Pittsburgh. Cộng đồng người Việt quốc gia Reading. Cộng đồng người Việt quốc gia ở New York. Cộng đồng người Việt quốc gia thành phố Philadelphia và vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Pennsylvania. Cộng đồng người Việt quốc gia ở tại tiểu bang California. Cộng đồng người Việt quốc gia ở Bắc California. Cộng đồng Việt Mỹ quốc gia tiểu bang Pennsylvania, cộng đồng Việt Nam Oklahoma City và các vùng phụ cận, cộng đồng Việt Nam ở tại Nam California, cộng đồng Việt Nam ở tại tiểu bang Florida, đại phát thanh đáp lời sông núi Đại Việt Quốc Dân Đảng, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phòng ngoại vụ, hậu vệ thủy quân lục chiến Canada, hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại, hiệp hội các nhà văn nhà báo ở Úc Châu cũng đã bây giờ ghi danh để tới dự, hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam, hội ái hữu quốc học đồng khánh Nam California, hội biệt động quân Washington DC, hội cựu tù nhân chánh trị Bắc California, Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Hội người Việt Nam cao niên vùng Hoa Thành Đô, Hội người Việt cao niên thành phố Philadelphia và các vùng phụ cận, Hội thủy quân lục chiến Bắc California, Hội văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, Khối 8406 hải ngoại, Liên hội cựu quân nhân Bắc California, Liên mạng người Việt tự do toàn cầu, Liên minh dân chủ Việt Nam, Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam, Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam và Human Rights Watch cho Việt Nam, Minh Văn Foundation, Nhà Việt Nam Florida, Phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, Tổng hội biệt động quân Việt Nam Cộng hòa, Tổng hội thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa, Ủy ban phụng sự cộng đồng Bắc California, Ủy ban vận động hội nghị quốc tế về vấn đề Biển Đông, Ủy ban xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở tiểu bang Ohio, Văn phòng liên lạc hải ngoại Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Viện Việt Nam Dân chủ, Việt 2000 Foundation, Việt Nam Quốc dân đảng, Việt American Group, Việt Nam American Community of Central Virginia, Việt Nam American Community of Massachusetts, Việt Nam American for Human Rights, Việt Nam American Community of Central Florida, Việt Nam American Tradition, Việt Nam American Community ở Grand Dallas, Texas, Việt Nam Community of Dayton, tiểu bang Ohio, Việt Nam Community of Hampton, Virginia, Việt Nam Community of Jacksonville, Việt Nam Community of Louisiana, Việt Nam Community of Minnesota, Việt Nam Community of Oregon, Việt Nam Community of South Florida, Việt Nam Community of Tampa Bay, Virginia War Memory Foundation. Hiện bây giờ đã có 72 tổ chức mà được nêu trên đã ghi danh sách để mà tham dự lễ tưởng niệm 50 năm ngày Quốc Thần. Họ đã chuẩn bị sẵn bây giờ. Ngày hôm qua, một lá thư của 6 thượng nghị sĩ của Mỹ đã gửi Bộ trưởng Thương mại trong quyết định nâng Việt Nam lên quy chế kinh tế thị trường. Ngày hôm qua là ngày 24 tây tháng 7 năm 2024. Coi như là 6 thượng nghị sĩ đã viết thư để mà bày tỏ mối quan ngại hiện tại về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét tình trạng mà nền kinh tế phi thị trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Cộng. Khi thời hạn quyết định của Bộ đang sắp xảy ra, chúng tôi phải nhắc lại lý do tại sao quyết định nâng Việt Cộng lên quy chế kinh tế thị trường sẽ làm suy yếu lợi ích quốc gia của chúng ta. Theo quy luật, Bộ của quý vị phải tiến hành thanh tra nghiêm ngặt đối với Đảng Cộng sản Việt Cộng và nền kinh tế của nước này để xác định liệu Đảng Cộng sản Việt Cộng có thể chuyển sang nền kinh tế thị trường hay là không. Trong trường hợp này, rõ ràng Việt Cộng không có nền kinh tế thị trường. Đồng tiền của Việt Cộng không được tự do chuyển đổi. Việt Cộng không bảo vệ sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý. Nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Cộng duy trì quyền kiểm soát đáng ngại về giá cả và sản xuất thông qua doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp được nhiều trợ cấp. Đến mức ngay cả trong quá trình kiểm soát này, cơ quan đã khởi xướng nhiều cuộc điều tra về việc chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với Việt Cộng để ghi nhận những sai lệch này. Không còn gì nghi ngờ nữa, các hoạt động kinh tế phi thị trường của đất nước cộng sản này đã vi phạm việc cạnh tranh công bằng và quan hệ thương mại hợp pháp, đặc biệt là đồng đô la.
Đảng Cộng sản Việt Cộng vẫn nắm đô la trong tay, vẫn không cho người dân để xài đô la tự do thì không thể là nền kinh tế thị trường. Không cho tiệm vàng, không cho người dân giữ đô la, mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Cộng là nắm giữ đô la. Như cơ quan đã quá hiểu nhiều báo cáo của các ngành công nghiệp nội địa, việc nâng Việt Cộng lên vị thế kinh tế thị trường sẽ tước đi các công cụ cần thiết của các ngành công nghiệp và của người lao động Mỹ trên khắp nước để tự bảo vệ mình trước hoạt động thương mại không công bằng như vậy. Trong hai thập kỷ qua, chính sách định giá mạnh tay của Việt Cộng đã gây tổn hại cho các nhà sản xuất ở Mỹ. Một quyết định hấp tấp để mà nâng cấp Đảng Cộng sản Việt Cộng có thể làm tê liệt các nhà sản xuất này, gây tổn hại đến các chuỗi cung ứng an toàn và quan trọng, đồng thời loại bỏ những việc làm tốt ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất của đất nước. Việt Nam là một quốc gia cộng sản cai trị từ năm 1975 và Bộ Thương mại đã chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường vào năm 2002. Trong những năm sau đó, Đảng Cộng sản Việt Cộng đã có nhiều cơ hội theo đuổi những cải cách nội bộ thực sự để được công nhận là nền kinh tế thị trường mà không gắn cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Trái lại, Đảng Cộng sản Việt Cộng đang thắt chặt kiểm soát đất nước. Ví dụ như là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Cộng đã ban hành một mệnh lệnh toàn chính phủ vào năm ngoái, chỉ thị 24, để mà nhắm và loại bỏ các thế lực và ảnh hưởng thù địch nước ngoài. Ngay trong nước có nguy cơ làm suy yếu sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Theo báo cáo, chỉ thị 24 coi tất cả các hình thức hợp tác và thương mại quốc tế là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đưa ra một kế hoạch đáng lo ngại để đối phó với những mối đe dọa được nhận thức này. Để loại bỏ các thế lực thù địch, chỉ thị 24 tăng cường quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Cộng đối với mọi cấp chính quyền. Nền kinh tế mở rộng và người dân cả nước, chỉ thị này gia tăng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Cộng trong việc hạn chế và trừng phạt các nhóm xã hội dân sự và công đoàn, kiểm soát các tổ chức ngoại quốc, kiểm duyệt và loại bỏ những người bất đồng chính kiến và kiểm soát công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây không phải là hành động của một quốc gia đang mở cửa hệ thống kinh tế hoặc là chính trị. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ có thể tin rằng việc ta quy chế kinh tế thị trường bất chấp bằng chứng rõ ràng sẽ thúc đẩy lợi ích của Mỹ bằng cách kéo Việt Cộng ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Trung Cộng và gia nhập phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Việt Cộng sẽ thay đổi chính sách ngoại giao hoặc là quân sự đối với Trung Cộng để đổi lấy khả năng tiếp cận nền kinh tế thị trường lớn hơn. Việt Cộng đã có thặng dư thương mại hàng hóa hơn 100 tỷ đô la mỗi một năm với Mỹ, nhưng mà vẫn tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Cộng hòa Nhân dân Trung Cộng. Trên thực tế, việc mà ta quy chế kinh tế thị trường cho Việt Cộng chỉ có thể khuyến khích hợp tác giữa Trung Cộng và Việt Cộng quy mô lớn hơn, bởi vì Trung Cộng có thể tìm cách tăng cường trung chuyển hàng hóa và qua Việt Cộng và chuyển các công ty của họ sang Việt Cộng để mà khai thác quy chế ưu đãi của Mỹ cho Việt Cộng. Không có lời biện minh ngoại giao hay quân sự nào cho việc phá hoại nền kinh tế của Mỹ theo cách này. Bộ Thương mại của Mỹ có nhiệm vụ thúc đẩy lợi ích quốc gia, không làm suy yếu các ngành công nghiệp của chúng ta để mà theo đuổi một chiến lược địa chính trị sai lầm. 6 thượng nghị sĩ, chúng tôi kêu gọi bà tôn trọng nhiệm vụ này và tiếp tục coi Đảng Cộng sản Việt Cộng cai trị Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường bởi còn cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Cảm ơn sự chú ý của bà đến vấn đề quan trọng này. Đây là dịch ra tiếng Việt để gửi tới quý vị. Thượng nghị sĩ Tom Caston ở tiểu bang Arkansas, Thượng nghị sĩ Rogan Luskin ở tiểu bang Mississippi, Thượng nghị sĩ Bill Casden ở tiểu bang Louisiana, Thượng nghị sĩ Sandy Harris Smith ở tiểu bang Mississippi, Thượng nghị sĩ Joe Haller ở tiểu bang Missouri, Thượng nghị sĩ Cabez ở tiểu bang Alabama, Thượng nghị sĩ John Batman ở tiểu bang Arkansas đã gửi những cái bức thư để mà yêu cầu coi như là Quốc hội Mỹ phải xem xét lại về quy chế của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Đây là lá thư mà của các thượng nghị sĩ đã gửi tới ngày hôm qua để mà yêu cầu coi như là không đưa Đảng Cộng sản Việt Cộng, không chấp nhận cho nền kinh tế của Đảng Cộng sản là nền kinh tế mà thị trường được, phải là nền kinh tế phi thị trường. Cộng sản là vô thần trên lý thuyết, bởi vì xưa Việt Cộng vô sản, ngày nay phải coi ngài coi hướng mới xây biệt phủ, rồi cúng kiến, rồi mua xe, rồi chết đi đọa địa ngục cũng cho thầy chùa quốc danh đó để tụng kinh. Cho nên Đảng Cộng sản nói vô sản bây giờ đã thành vô số tài sản, tức là chủ nghĩa vô sản thì lừa bịp người dân. Bây giờ khi cướp được miền Nam Việt Nam rồi thì cái từ mà Cộng sản vô sản, Việt Cộng vô sản đã trở thành Việt Cộng có vô số tài sản, tức là thay vì chữ vô sản là không có gì thì bây giờ chỉ cần ghi vô chính giữa là chữ số thôi là trở thành vô số tài sản. Khổ như vậy đó, người dân Việt Nam bị lừa, người dân Việt Nam bị gạt, bị cái chế độ Đảng Cộng sản này gạt. Không thể nào mà chấp nhận được. Bản tin kế tiếp là hai ủy viên Bộ Chính trị và hai phó thủ tướng sắp vào lò. Một nguồn tin nội bộ cho biết sau khi Lưu Trọng Thắng mà chết và đọa địa ngục, để lại cái lò cho bò giác vàng. Và những anh củi sắp tới gồm hai ủy viên Bộ Chính trị, hai phó thủ tướng, một bí thư tỉnh ủy, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Lê Thị Thủy. Trong số 5 nhân vật kể trên, đặc biệt là đối tượng Lê Minh Khái liên quan đến Vạn Thịnh Phát nhận 5 triệu đô la Mỹ và căn biệt thự hàng trăm tỷ đồng, coi như bò giác vàng sẽ sờ gái đầu tiên.